Chào các bác, hôm nay rất là may mắn nha. Cháu Lô lại tiếp tục được về thêm một cặp Tiklik SB7000. Một cặp loa của Tiklik Nhật Bản sản xuất năm 1977. Với cái cấu hình của cặp này, với cái tầm tiền hơn chục triệu thì thực sự là rất là nhiều anh em săn tìm những cái cặp kiểu như thế này. Cấu hình rất là gồ ghề. Thực ra với anh em mới chơi âm thanh hoặc là đã chơi lâu rồi thì với những cái cặp loa mà trên chục triệu với cấu hình được như thế này thì có những anh em còn muốn lấy thậm chí sưu tầm đến 2-3 cặp thôi, nhưng mà vì cái số lượng những cái cặp này nó cũng chẳng có nhiều. Sản xuất năm 77 thì tính bây giờ nó rơi vào khoảng tầm độ 41 năm rồi. Sau 41 năm thì hiện tại về đôi này thì em đánh giá là rất là đẹp. Đấy, thì vì tổng quan của nó thì như thế này. Đôi này thì rất là nhiều clip em nói về nó rồi, nhưng mà lần nào nó về thì cũng rất là thích nói lại về những cái dòng 7000 như này. Cấu hình cũng rất là gồ. Tầm tiền hơn chục triệu, mười mấy triệu thì quá là hợp lý. Và cái chuyện phối ghép thì anh em chỉ cần một con âm ly VN là có thể ok rồi. Còn với những cái cặp loa mà anh em chơi mà nó lại kén âm ly quá thì rất là khó khăn, nhiều khi phối ghép bộ mấy chục triệu nghe không ra gì cả. Rồi và quan trọng nữa là nhiều anh em thích cặp 7000 này bởi vì cấu hình này, gồ này, tiền ít này. Chỉ có điều là gì? Chỉ có điều là với cái thương hiệu Technic thì đương nhiên là cũng không thể bán được 20-30 triệu. Đấy, cái thương hiệu anh em không nặng thương hiệu thì chơi cặp Tiklik là quá ổn, mà cặp hôm nay về rất là đẹp. Đây là em đang đóng căng, căng thì nó có hai miếng rời nhau và thùng nó cũng cấu tạo rất là gồ. Thùng nó cấu tạo là một cái thùng khoang riêng cho nó bác, khoang riêng cho nó chung, và cái tép nó làm lỗ thiền ở trên. Thì trước khi đi vào cái đôi cụ thể là đôi cũ, đôi bãi hôm nay em về thì đây là cái review của nó năm 1977. Nó sở hữu một bát 35, một chung 12 và một tép 3,2, trở kháng 6 ohm, độ nhạy rất là cao, 93 decibel, công suất 150W, chiều rộng con này đến gần 50 cm, chiều cao thì là 85, chiều sâu là 41. Trọng lượng đôi này nó rơi vào khoảng 72 kg đôi này. À, những cái thông số quá tuyệt vời. Còn đây là cái mặt cắt của nó nhé. Đấy, vừa xong em có nói là cái cấu tạo thùng riêng cho loa bát. Đấy. Bình thường những cái cặp loa khác ấy, anh em nhìn nếu mà loa bát và loa chung nó cùng một cái không gian thể tích thùng ấy, thì cái loa chung người ta đóng một cái phễu riêng cho nó để khi cái tiếng bát trầm nó xuống nó không bị lẫn, nó không bị ảnh hưởng đến cái tiếng chung. Thì cái này nó đã làm một cái thùng riêng rất là cầu kỳ. Và cái lỗ thở nó làm nó cũng gần như một cái cấu tạo thùng ma trận, hơi nó xuống nó đánh chéo ra đây. Đấy, còn loa chung nó làm một khoang riêng ở trên này. Và tép nó làm một cái nhôm riêng. Anh em nào chơi những dòng loa Anh BB đúp thì anh em nhìn tép thường người ta làm trên để cái tính tép của nó vọng được không gian nó rộng hơn, tiếng nó bay xa hơn. Đấy, những cái thập niên 1900, thập niên 70 đấy, năm 1977, đôi này sản xuất năm 77. Đây, sản xuất năm 77. Giá khá là đắt, 100.000 yên một một đơn vị là tức là một chiếc. Đấy, cấu tạo của nó có một cái thanh này. Cái thanh đây, hiện tại bây giờ nó thanh. Nó là inox cho nên là inox Nhật thì không phải nghĩ rồi. Đây cái thanh này, thực ra thanh này nó lên hướng ngoàm hai cái cao su, bốn cái cao su của cái e-căng để nó giữ cái e-căng. Đấy. Cả bộ em đã ghép này thì có giá tầm tầm xem khoảng 21 triệu tầm tầm đấy, cả bộ gồm âm ly và loa, còn loa không thì khoảng 10 14 15 triệu, 15 16 triệu tùy vào đôi đẹp đôi xấu. Lô này về thì đôi này là đôi rất là đẹp, còn một đôi nữa đang về. Thì em về trước đôi này thì em quay đôi này trước. Số điện thoại của em đây nhá. 098 369 8857. Bây giờ em sẽ mở nhạc trước đi, xong rồi tí nữa em sẽ mở căng ra để các bác nhìn. Cặp này đặc biệt là về cặp này gân zin test luôn. Em mở một bài nhạc của ca sĩ Tôn Trần Phong đi. Tôn Trần Phong thích hợp với bác nào thế hệ 7X, 8X nghe ngày xưa. Nhẹ nhàng.
Còn đương nhiên với tiếng bass của cặp Tic Tic SB 7000 này rồi thì tiếng quá khủng rồi. SB6, SB7 tiếng đã khủng rồi, đây là SB 7000 tiếng cực khủng. Nhạc mạng luôn, rất là tiện. Hoa nào hoa trắng cho mình yêu, mây nào mây sẽ bay trong chiều, đôi vàng và cánh lá biêu, tình nào tình trắng quyến luyến, mong đẹp còn dài cỡ sao vẫn chờ hai. Hoa nào hoa thắm nên giờ ra hương, sông nào sông sẽ trôi xa ngàn, bên sông vàng ngọn gió lớn ngàn trùng mệt mong sóng nước, tình nào là tình để mình còn đợi mong, gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không, sáng sớm có anh chờ cơn mưa sáng hồng, chiếc lá u trong mùa đông, nước mắt có khi thương trầm, tiếc nuối chi thêm hoài câu. Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không? Mái tóc đêm nay còn hương hương ấm nồng, khúc hát có khi giờ vàng, bóng tối có ai thầm thầm, hãy xóa dấu chân thời gian. Đôi này gần bass jean, gần chung là phải thay này, hoa làm gần chung phải thay, gần bass jean rất là đẹp, bass 35. Bây giờ em để một bài nhạc mạnh mạnh một chút nhé. Cao cho nên là tiếng bass nó rất là dày. Đặc biệt đôi này gần bass nó vẫn còn zin, tiếng nó rất là mềm. Cặp Tic Tic SB7000 này độ nhạy cao cho nên là anh em chơi âm ly rất là đơn giản. Con Pioneer 2050 này có hơn 100W này, có thể lên được tiếng bass nó sâu như này, rất là chất. Quá chất lượng luôn. Hai cái tinh chỉnh loa, loa tép và loa chung anh em để ở số 1 là hay nhất. Cái mặt trên của nó như này. Đấy, cái tép làm rời ra như này. Đấy, khoang chung riêng. Cặp này thì bass chung tép ba giải nó cực kỳ đều. Rồi cho một bài tiếng chung nó rõ rõ một chút nhé. Tiếng chung nó ấm áp, tiếng chung rất là rõ này. Bài tình ca của em là vội đi trên đất khách xa xôi. Một chiều nào cất tiếng âm thanh lên từ trái tim, mà cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về. Không cần công suất lớn với cặp Tic Tic SB 7000 này. Ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương.
sở hữu cặp EB7000 này alo cho em. Quan tâm theo dõi các clip của Thảo Audio.